À, xin lỗi, tôi đang học tiếng Việt. À, cái này là cái gì ạ? Củ cải trắng. Hả? Củ cải trắng. Củ cải trắng. Đây là. Ớ. Đây. Cải salad, salad. Hả? Cải salad. Cải salad. Cải salad. Dưa leo. Hả? Dưa leo. Dưa leo. Đây là cải salad giống đó đó. Cải gỗ. Ừ? Cải gỗ. Cải gỗ. Để cải xanh. Cải xanh. Cải xanh. Xin lỗi à. Rau má. Hả? Rau má. Rau má. Cảm ơn rất nhiều.